anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con thì hãy chặt và ném nó xa con, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình thì hãy trao cho vợ tờ ly dị. Còn ta bảo các con, hễ ai ly dị vợ mình trừ trường hợp tà dâm thì làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ đã ly dị cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bề chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay, ta đến không phải là để hủy bỏ lề luật nhưng mà để kiện toàn. Chúng ta xem ơi, Chúa kiện toàn như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay Chúa nhắc lại ba cái điều mà người ta hay phạm nhất, và qua đó Ngài mong ước người ta, Ngài nhắn nhủ người ta, Ngài cảnh báo người ta, Ngài nhắc nhở cho người ta để người ta kiện toàn, sống cái luật chứ không chỉ là giữ luật mà thôi. Thứ nhất, nhắc tới cái điều răn thứ 5, chớ giết người.
Anh em nghe luật người xưa dạy rằng chớ giết người. Còn thầy, còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải đợi đến cái hành vi giết người mới bị xét xử. Nhưng Chúa khuyến cáo mọi người hãy để ý từ ngay cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng sự giận dữ, sự phẫn nộ, hay là nuôi dưỡng cái sự hận thù trong lòng. Chính những cái điều này nó sẽ là khởi điểm cho cái nguyên cớ dẫn đến cái tội giết người. Và rồi không chỉ là từ trong tư tưởng mà còn nó phát xuất ra lời nói nữa. Rủa xả anh chị em, nói anh chị em mình là khùng, là điên, hay là một cái lời nào đó nhục mạ, thì nó cũng có cái khả năng dẫn đến cái sự mâu thuẫn bất đồng với nhau. Và nó cũng là trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái tội giết người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta phải để ý cả từ những cái chi tiết nhỏ như thế, để chúng ta khỏi vướng vào những cái phạm tội, những cái tội tày đình. Đấy. Phòng ngừa, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Đừng để nó xảy ra rồi lúc đấy chúng ta có tiếc, nó cũng không có còn giá trị gì nữa. Cho nên phải cảnh tỉnh mình ngay từ trong tư tưởng, rồi lời nói đối với anh chị em của mình. Ông bà chúng ta có câu rất hay là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều khi một cái lời nói nó cay độc lắm. Nhiều khi một cái công trình người ta làm rất là tâm huyết, mình vô mình phán đùng một cái câu dở tệ, xấu tệ, làm chẳng ra cái gì cả. Nghe có buồn lòng không? Bao nhiêu tâm huyết đổ ra để làm, cuối cùng nghe một cái lời đắng lòng. Trong gia đình cũng vậy. Người chồng hy sinh làm cái này làm cái kia cho vợ, cuối cùng phán một câu làm chớt quất. Và lần sau anh ta có muốn hy sinh nữa cũng không dấn thân để làm. Hay là người vợ cũng vậy, làm bao nhiêu điều hy sinh cho chồng, cho con, cuối cùng anh ta cũng phán một câu thôi. Và cuối cùng cái người vợ đó thấy tất cả những gì mình làm nó giống như đổ sông đổ biển vậy, cho nên cũng không còn cái mặt mà để mà hy sinh nữa. Cho nên những cái lời nói thôi, nhiều khi mình không có để ý, không có để ý để tứ, thành ra chúng ta làm vô tình làm đau lòng nhau, làm mất đi những cái dấn thân của cái người bạn đời của mình hay cái người thân của mình. Cho nên khi trước khi mình nói đó, ông bà ta nói, trước khi nói thì phải uốn lưỡi tới 7 lần. Biết mình có bao giờ uốn lưỡi không? Nhất là khi mình nói với nhau, nhiều khi mình dễ nói toẹt ra lắm. Nhiều khi nói toẹt ra thì nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó nhiều cái nó cũng làm cho người ta nhói đau. Cho nên quý ông bà anh chị em chúng ta để ý, không chỉ mà tới phải tội giết người thôi thì mới phải xử, nhưng mà ngay cả những cái tư tưởng hay cái lời nói của mình, Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta phải thận trọng, phải đề phòng. Người ta nói là cẩn tắc thì vô lo. Mình thận trọng trong cái lời nói của mình thì mình bớt đi những cái lo lắng sau này. Cho nên mình phải để ý, chứ không phải đợi tới giết người rồi mới hành xử. Cho nên chúng ta để ý từ ngay trong tư tưởng và cái lời nói của mình nói với nhau, nó có thể là một cái mũi dao giết người. Thưa quý bạn chị em, nên chúng ta hết sức thận trọng. Cái điều thứ hai Chúa nhắc đến trong cái bài tin mừng hôm nay, đó là chớ ngoại tình, thèm muốn người khác, thèm muốn vợ hay chồng người khác. Và chúng ta thấy ở đây Chúa cũng nhắc tới từ trong cái tư tưởng
Chưa cần phải là thực hiện cái hành vi ngoại tình, mà là ngay cái nhìn và thèm muốn cái người kia thì đã là phạm tội ngoại tình trong lòng. Tôi nhắc như vậy bởi vì tư tưởng nó sẽ dẫn lối cho hành động. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không thận trọng trong tư tưởng của mình, luôn luôn thường xuyên suy nghĩ những cái điều bậy bạ dâm ô hay thèm muốn, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến để mà thực hiện những cái hành vi đó, đồi trụy, dâm bôn. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta phải cảnh tỉnh mình, phải để ý thánh hóa cái tư tưởng của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con mắt chúng ta là cửa sổ của tâm hồn, và cửa sổ đó cần phải được mở ra cho những cái điều tốt lành thánh thiện, cho cái gì gọi là chân, là thiện, là mỹ. Chân là chân thật, sự thật. Tấm lòng của mình, cửa sổ tâm hồn của mình phải mở ra với những điều là sự thật, là những gì là sự thiện, sự thiện lành, sự tốt lành. Chân thiện mỹ, mỹ những cái gì là đẹp, là cái đẹp. Cho nên cửa sổ tâm hồn của chúng ta có đẹp hay không? Có chân hay không? Có thiện hay không? Mình cần phải nuôi dưỡng tâm hồn, cần nuôi dưỡng cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn của mình để đạt được những cái điều đó. Đừng nuôi dưỡng những cái điều xấu, đừng để cho con mắt là cửa sổ tâm hồn của mình nhìn ngắm những điều bậy bạ dâm bôn, những điều xấu xa, những cái sự ác sự dữ, và nó sẽ ảnh hưởng làm cho tâm hồn chúng ta nhơ uế. Và không chỉ tâm hồn nhơ uế mà thôi, mà nó còn thôi thúc chúng ta làm những cái sự bậy bạ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, và đó là điều mà Chúa mong muốn chúng ta phải kiện toàn ngay từ trong tư tưởng của mình. Chắn tư tưởng, chắn nhìn ngắm, chắn thèm muốn, chắn ước muốn những cái điều xấu xa bậy bạ, những điều không trong sạch. Và cái điều thứ ba Chúa nhắc tới đó là các ngươi chớ bội thề. Chớ bội thề, chớ thề thốt, nhưng phải biết giữ chữ tín trọn vẹn, giữ trọn vẹn cái lời thề của mình. Không phải chuyện gì cũng thề được. Biết là quý ông bà anh chị em chúng ta khi còn bé, cha nhớ khi còn bé là mấy cái đứa bé nó hay thề với nhau, thề mất linh hồn, nguy hiểm quá. Hở miệng ra là thề, thề mất linh hồn mới ghê chứ. Mà anh chị em có thể vậy bao giờ? Nhưng mà mình để ý và xem cái người nào mà càng hay thề đó thì càng sao? Càng lỡ lời thề, càng thất tín. Mà thấy anh nào mà hay thề đó, xem chừng anh đấy là không có sự tín nhiệm, hay thất hứa lắm. Cho nên mình phải tập cho mình giữ cái lời thề, giữ cái chữ tín của mình, giữ sự tín nhiệm với nhau. Và một trong những bí quyết để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình và tạo nên cái sự yêu thương trọn đời trong gia đình, đó là cái sự tín nhiệm nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, vợ chồng khi mà không còn tin nhau được nữa rồi đó, nguy hiểm lắm. Không còn tín nhiệm nhau nữa rồi, nguy hiểm lắm. Nó sẽ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác. Cho nên chúng ta cần để ý xây dựng niềm tin cho nhau. Nếu như quý ông bà anh chị em đi làm ăn ngoài thương trường, người ta cần cái chữ tín để mà thăng tiến một cái công ty của mình hay là cái con đường thành công của mình, thì trong bất cứ cái lĩnh vực nào khác cũng vậy. Mối tương quan của chúng ta với nhau nó cũng đặt trên cái chữ tín. Có người nói mất gì thì mất, nhưng mà đừng để mất niềm tin, đừng mất chữ tín. Bởi vì mất chữ tín rồi thì mất đi nhiều thứ lắm. Không phải là mất tất cả, nhưng mà mất nhiều thứ. Nhưng mà đối với người Công giáo chúng ta, mất đi cái đức tin ấy, cái niềm tin ấy, thì mất tất cả. Cho nên chúng ta phải xây dựng cho mình cái chữ tín. Chữ tín của mình, tín chung với Chúa và tín nhiệm dành cho nhau, để mà tất cả mối tương quan của mình với Chúa
và với anh chị em của mình nó được tốt đẹp. Cho nên mình cần phải chọn lựa, mình cần phải sống cái điều đó, mình cần phải giữ vào phần sống cái chữ tín dành cho nhau. Kính thưa quý bà anh chị em, Chúa kiện toàn là Chúa mời họ chúng ta nên hoàn thiện, không đợi phải phạm cái tội đấy mới xét xử, nhưng mà ngay cả từ trong tư tưởng hay phát xuất ra lời nói thì mình cũng phải cẩn thận để đừng có dính vào cái tội. Tránh xa dịp tội là cái cách thức tốt nhất mình không phạm tội, để mình không phạm tội. Cho nên phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Chúa mời gọi chúng ta hãy phòng trước đi. Vậy thì chúng ta chốt lại một điều, là trong những cái điều mà Chúa nhắc cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay đó, có ba cái điều đó mà chúng ta dễ phạm nhất đó. Giết người, ngoại tình và cái chữ tín, giữ chọn lời thề. Những cái điều đó chúng ta thấy thường xuyên phạm, cho nên Chúa nhắc nhở, nhấn mạnh trong cái bài tin mừng hôm nay cho chúng ta, để chúng ta sống cái luật của Chúa, hướng đến cái điều tốt lành mà Chúa mong muốn, và sống bằng cái con tim, cái lề luật, mà sống bằng cái con tim, bằng trái tim, bằng sự yêu thương, thì luật đó sẽ trở nên trọn vẹn. Vì yêu thương mà giữ luật, vì yêu thương mà sống luật, vì yêu thương mà chúng ta muốn cái nối kết với nhau, vì yêu thương mà chúng ta làm cho cái tương quan của chúng ta với Chúa, với nhau được tốt đẹp hơn. Thì chính vì con tim, vì tình yêu đó, nó mới thánh hóa, mới hoàn thiện con người của mỗi người chúng ta. Và điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta chốt lại đó chính là biết tránh xa những ước muốn xấu, tránh xa những cái ước muốn không trong sạch, và giữ cho mình, giữ cho lòng mình luôn hướng đến những cái điều thiện hảo. Chính bởi vậy mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải có cái sự chọn lựa khôn ngoan, chọn lựa khôn ngoan. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta thật sự khôn ngoan và sáng suốt trong tất cả các lựa chọn của mình, để chúng ta có thể sống tốt những cái lề luật mà Chúa mong muốn chúng ta, muốn kiện toàn nơi con người chúng ta. Amen.